Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cái mẫu máy thái chuối cải tiến, hay còn gọi là mẫu máy thái chuối mịn, cửa ngang, phun ngang như này. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là các cái mẫu máy thái chuối chạy motor điện. Thì như nhiều bà con biết thì cái máy thái chuối trước đây thì chúng ta sẽ có cái máy thái chuối mà phun thẳng xuống, rơi thẳng xuống đất như này. Đấy, nhưng mà nhiều bà con góp ý là rơi thẳng xuống thì bà con sẽ cần phải đưa tay bốc. Hoặc là chúng ta băm được một lúc thì cái chuối dưới đầy chúng ta sẽ phải đẩy ra thì rất mất thời gian. Thì hôm nay với cái mẫu máy này đây, với nó sẽ có cái cổ phun ngang ra như này, thì bà con chỉ cần đặt một cái chậu ở dưới thì nó sẽ phun ra, nó phun ngang ra chậu, hoặc là bà con muốn phun xa ra ngoài chỗ sân cho gà vịt ăn luôn thì chúng ta có thể là mở cái nắp này lên để cho nó phun thẳng ra bên ngoài. Đấy, thì đi sâu vào cái chi tiết của máy thì về phần khung máy đây, đây là một cái phần khung máy. Về mặt sau thì nó sẽ có chữ Thịnh Thành CR68 sẽ in ở mặt sau như này. Đấy, đây là cái bệ để chúng ta lắp motor này. Chúng ta sẽ được cắt rãnh CNC ở đây. Như này nó sẽ có hai rãnh. Cái rãnh này thì bà con để lắp motor này. Còn trường hợp bà con lắp động cơ thì chúng ta sẽ lắp cái rãnh này. Đấy, để một cái khung mà chúng ta có thể là sử dụng đa năng, có thể lắp nhiều loại động cơ và nhiều thiết bị. Thì ở đây về phần chân đế của máy thì hoàn toàn bằng thép V hàn lại với nhau rất là chắc chắn ở đây như này. Ở phía dưới thì nó sẽ có các tấm sắt hình tròn. Đấy, để tăng diện tích tiếp xúc của cái chân đế và cái mặt nền. Đấy, giúp cái máy chúng ta nó sẽ êm hơn, không bị xê xịch trong quá trình sử dụng. Máy thì sử dụng sơn, là sơn vân búa, sơn tĩnh điện như này, màu xanh, rất là đẹp. Đây là cái mặt trước của máy này. Mặt trước của máy thì đây là cái cửa để chúng ta đút cái chuối vào. Thì cái cửa này thì nó sẽ có chiều dài khoảng 30 và nó sẽ có chiều vát xuống ở đây như này. Thì bà con chỉ cần bỏ cái chuối từ trên xuống và bà con đẩy vào thôi. Bỏ xuống, bỏ trên xuống đẩy vào, rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, thì cái phễu này thì nó cũng như là cái máy thái chuối mịn bình thường thôi. Đấy, sử dụng rất là lâu rồi. Còn đây là mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có hai cái khóa, có cái khóa ở trên nắp như này, một cái khóa ở dưới. Đấy, một cái khóa ở dưới này thì chúng ta sẽ mở cái nắp của nó ra. Đây là bên trong của máy. Đấy, đây là bên trong của máy lúc chúng ta chưa lắp dao, chưa lắp động cơ, thì đây là phần khung máy không. Thì nó sẽ có cả cái phần sơn trong này thì được phun sơn hoàn toàn. Đấy, bao nhìn thấy những góc cạnh như này đều được phun sơn hoàn toàn. Và ở những cái chỗ điểm chấm này, đấy thì nó sẽ được gò hạt rất là kỹ ở đây. Đấy, chấm rất là kỹ ở đây. Đấy, rất là dày chặt chắn. Thành khung máy là sử dụng khung thép dày 2 ly như này. Thì bên Điện Máy Cường Linh là đơn vị duy nhất trên thị trường hiện tại làm cái khung thép này là khung thép 2 ly, và có thể kiểm tra. Khung thép này rất là dày chắc chắn, thì với việc sử dụng cái cây chuối thì cái mủ cái mét nó sẽ dễ bị dị xét, thì dùng cái khung máy này thì bà con được sử dụng rất là lâu. Đấy, mà không sợ là nó bị hỏng phải thay thế trong quá trình sử dụng. Còn đây là cái phễu ra này. Đấy, cái phễu ra thì chúng ta có thể là nâng lên nâng xuống bằng cách nới lỏng con ốc ở đây, nó sẽ có một con ốc giữ ở đây. Đấy, lúc chúng ta chọn được cái góc cái phun ra nó phù hợp thì bà con sẽ khóa cái khóa này lại. Đấy, rất là dễ dàng. Còn lúc mà chúng ta có nhu cầu cho nó có cục xuống nữa, chúng ta sẽ mở ra đây. Đấy, hoặc là chúng ta có thể cục vào như này để cho nó gọn gàng, để bà con dễ dàng cất đặt, dễ dàng sử dụng, dễ dàng cất đặt trong quá trình sử dụng. Đấy, máy nó sẽ có khóa đây. Đấy, rất là đẹp ở đây. Đấy, ở trước này nó sẽ có chữ Thịnh Thành CR68 như này. Đây là cái lưỡi dao của máy này. Thì lưỡi dao này sẽ lắp cho motor, thì cái trục của lưỡi dao, cái đường kính này thì nó sẽ có là đường kính 2,4 cm, 24 mm ở đây như này. Và lưỡi dao là hoàn toàn bằng thép zip, có khắc chữ Thịnh Thành CR68. CR68 ở đây như này, bà có thể nhìn thấy đây. Đấy, CR68 để đồng bộ với cái khung. Vì nhiều đơn vị thì chỉ nhiều khi chỉ nhập khung không thôi, nhưng mà sẽ lấy cái dao rẻ hơn lắp vào thì ảnh hưởng đến cái chất lượng của máy, ảnh hưởng đến cái thương hiệu. Cho nên chúng tôi sẽ khắc cả chữ CR68 ở đây và CR68 ở trên khung máy đồng nhất như này. Thì bà con lúc mua hàng thì bà con nên kiểm tra cái chỗ này. Đấy, về phần máy và phần dao thì đồng bộ như này thì bà con mua để đảm bảo được cái chất lượng, cũng như là đảm bảo cái số tiền mà mình ấy ra. Đấy, đấy, rất là dễ dàng. Đây như này. Còn đây là mẫu máy thái chuối mịn cửa ngang lắp motor 1 kg 1. Đấy, thì cái cấu tạo của nó thì cũng như thế thôi. Đấy, đấy, bà con sẽ mở có hai cái khóa ở bên dưới và ở bên trên như này. Bà con sẽ mở ra, chúng ta sẽ bên trong. Đây là cái lưỡi dao chúng ta lắp sẵn motor như này. Đấy, CR68.
nó quay như này, và cái lưỡi dao nó sẽ có hai cái thanh gạt đằng sau ở đây, nó sẽ có cái thanh gạt đằng sau, thì lúc nó quay cái chuối nó băm nhỏ ra thì nó sẽ gạt quay ra cái cửa này, đây nó phụ ngang ở đây, đấy. À, đây là motor 1.1 này, đấy motor 1.1 dây đồng, và trường hợp bà con mua máy có motor chỉ sẽ được bảo hành cho bà con 1 năm. Còn tiếp theo đây là motor 1.5 kg, đấy về công suất nó sẽ khỏe hơn. Thì motor 1.5 kg này thì chúng tôi đang sử dụng motor 1.5 kg của điện cơ Trần Hưng Đạo, đấy motor 1 pha, công suất 1.5 kW này, tương đương với 2 ngựa ở đây như này, điện 220V, điện 1 pha, và motor này là cũng dây đồng, vòng tua 2.900 vòng 1 phút. Thì lúc bà con mua cả motor thì motor 1.5 kg hay là 1.5 kg thì đều được bảo hành cho bà con 1 năm, trường hợp cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới hoàn toàn, đấy như đấy. Còn về phần giá bán thì hiện nay với một cái khung máy như này, bà con có sẵn động cơ xăng hoặc là motor điện ở nhà, motor thì có thể là motor 1.5 kg, motor 1.5 kg hoặc 2.2 kg, vòng tua 2.900 vòng 1 phút, hoặc là động cơ xăng 5.5 kg, 6.5 kg, thì chúng ta có thể là mua khung không và dao như này. Thì khung không và dao này thì sẽ có giá là 1.300.000, bao gồm tiền phí vận chuyển về tận nhà cho bà con. Đấy, khung không và dao 1.300.000. Trường hợp bà con mua motor điện như này, motor điện, đấy, motor 1.5 kg chạy điện thì sẽ có giá là 2.300.000, cũng bao gồm tiền phí vận chuyển cho bà con. Và trường hợp bà con mua cái máy chạy điện motor 1.5 kg này thì sẽ có giá là 2.800.000. Đấy thì cũng là bao gồm tiền phí vận chuyển từ tận nhà cho chúng ta. Còn trường hợp bà con mua mà cái máy mà lắp động cơ xăng ấy, thì sẽ có giá là 3.000.000. Đấy thì bà con có thể cân nhắc, bà con có thể tham khảo cái phần giá cả để chúng ta về chúng ta mua để chúng ta sử dụng. Thì sau đây, sau video chúng tôi sẽ tiến hành băm thử máy. Bà con có thể xem cái phần băm thử ở cuối video. Thì bà con có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc màn hình 0922252666 hoặc là 0866628266 để tư vấn và báo giá tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý và các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video, các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý và các bạn. Rất là nhanh, nhưng mà đắt là đời không,